chào tất cả anh chị em. Hôm nay tôi lại dành thời gian chia sẻ với anh chị em một cái ứng dụng về tin học rất là hữu ích. Xin giới thiệu một cái phần mềm chuyển cái file scan dưới cái dạng file PDF hoặc là cái dạng file ảnh sang cái những cái dữ liệu text trên cái file Word ấy, thì rất là chính xác. Thì qua sử dụng tôi thấy là cái việc nhận diện tiếng Việt ở đây này, nó đạt đến 99,9%. Nó giúp cho cái việc sao chép dữ liệu rất là nhanh chóng và dàn mình phải đánh máy đi. Thì xin đi vào cái nội dung chia sẻ chính. Thì cái phần mềm tôi muốn giới thiệu với anh chị em hôm nay là cái phần mềm Adobe File Reader. Thì cái phần mềm này là của Nga. Thì các anh chị cài đặt như bình thường thôi, không có gì. Và ở đây thì tôi đã cài đặt ra đây rồi. Và để cho các anh chị thấy được cái sức mạnh của nó, thì tôi ví dụ chuyển đổi một cái file PDF trước đó là tôi đã scan. Thì các anh chị nhìn rõ đây là cái file này là file tôi scan, còn nguyên cả cái vết ghim đây. Chúng ta bắt đầu thử nghiệm với phần mềm Adobe File Reader. Ở đây nó có rất nhiều tính năng, ví dụ như là scan trực tiếp từ máy scan đến file Word, thứ hai là từ file ảnh hoặc file PDF tới file Word scan và scan tới PDF ảnh tới Word. Thì đây tôi thử trường hợp là thử chuyển đổi một cái file PDF sang cái file Word xem nó nhận diện tích thế nào. Đây, tôi định chuyển đổi đây. Chọn cái file. Cái file này nó có cái hai trang dữ liệu. Thì phần mềm đang nhận diện tích. Đây, và kết quả chúng ta nhận được là đây. Anh chị thấy là nó đã nhận diện được và tích luôn. Rồi. Chỉ có một số chỗ do cái việc scan của chúng ta nó không được hoàn hảo, thành ra là nó vị trí chúng ta cần phải chỉnh sửa thêm. Nhưng mà cơ bản là đã nhận diện được cái những cái dữ liệu tích. Nhận diện được tích rất là tuyệt vời. Thì khi chúng ta cần sao chép các cái dữ liệu như thế này thì nó giúp chúng ta giảm hàng giờ đánh máy, giúp chúng ta tăng cái năng suất làm việc. Thì bản thân tôi thấy đây là một cái phần mềm rất hữu ích. Hy vọng nó cũng hữu ích cho công việc của anh chị em. Anh chị em có thể download phần mềm ở cái đường link trong cái phần mô tả video ở phía dưới để phục vụ công việc của mình.